Rừng trúc xào tuyệt đẹp của đồng bào người dân tộc bên đây. Đây là họ trồng và bán nhá. Có lẽ là đây là ở giữa cái khu rừng trúc đây. Đây nó quá rộng, nhìn không được hết các bạn ạ. Rồi, bên này của đồng bào người ta còn vào đây làm cái chuồng. Đây chắc là chuồng gà đây. Đây là chuồng gà của đồng bào. Chúc khi nào cái đấy thẳng tắp. Rất cao. Cái này phải cao đến 15 mét đấy. Thì trên này cây nhỏ hơn. Từ chiều lúc này tôi bước ra trong cái rậm á, có vẻ âm u âm tùm râm, nhìn nó sợ sợ. Rồi, xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những rừng trúc khác nhé.